Những việc làm tích đức, cải mệnh. 1. Hiếu thảo với cha mẹ. Bạn nên nhớ rằng, tội bất hiếu, chửi mắng, đánh đập và đi nói xấu cha mẹ, bạn phải gánh chịu quả báo rất nặng nề về sau, khi con cháu hành hạ và đối xử tệ bạc với mình. Từ bây giờ, bạn nên quan tâm và chăm sóc cha mẹ mình. Cha mẹ phải chịu bao nhiêu đau khổ và mồ hôi nước mắt để nuôi dạy bạn lớn khôn. Họ không kể ngày kể công, bạn đừng có kể ngày kể công. Bạn đừng nên sống thất đức với cha mẹ, rồi con cháu về sau sẽ nghĩ như thế nào. Bạn đừng để con cháu khinh bỉ mình và chửi bới mình. Bạn nên nghĩ là mình phải nên để lại tấm gương đạo đức cho con cháu noi theo. 2. Nghĩa vợ chồng. Tình nhân nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Nếu bạn làm vậy, thì về sau bạn và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình, rồi bạn sẽ gặp quả báo đau khổ. 3. Giữ gìn hành vi, lời nói và suy nghĩ bản thân cho chân chính. Tránh tà kiến, không công kích và không phỉ báng như người khác. Nếu bạn luôn nghĩ xấu và đi nói xấu, hãm hại, đánh, giết người khác, thì về sau bạn và con cháu của bạn sẽ gặp quả báo tu tội, kiện cáo, bị vu oan giáng họa, bị hãm hại, bị bệnh tật hiểm nghèo, vân vân. Tất cả chúng ta là quả báo để trừng phạt những gì bạn đã gây ra cho những người khác. Từ bây giờ, bạn nên mở lòng vị tha để cho tâm bạn luôn được thanh thản, thân thể của bạn và của người khác được bình an. Đã sống trên đời thì bạn nên giữ chữ tín. Đã hứa với ai điều gì thì nên thực hiện. Đã nợ cái gì thì nên trả. Đã sai lầm thì nên cúi đầu xin lỗi. Mở lòng nhân từ và bao dung cho tất cả mọi người. Trong cuộc đời này, bạn sống mà tâm luôn được thanh tản, đó mới là hạnh phúc thực sự. Bạn giàu có hay đã có thứ mình cần mà tâm luôn đau khổ, lo lắng, sợ mất, sợ bị vạ, hay thở dài vì người khác giàu có hoặc khá giả hơn, thanh đạt hơn, thì đó không phải là hạnh phúc. Cả cuộc đời của bạn sẽ luôn chìm trong đau khổ và vô nghĩa. Thịnh thì người khen, suy thì người chê. Tiếng thị phi của người đời là vậy đó. Biết đủ thì tâm luôn được an vui. 4. Lễ cúng. Các ngày lễ hoặc ngày thường, bạn nên mua hoa, quả, lễ vật chay quý giá lên chùa, đền và bàn thờ tổ tiên để cúng dường. 5. Phóng sanh. Mua nhiều chim, cá, rồi mở lòng phóng sanh, thả tự do cho chúng. Đó là công đức lớn để cứu độ người bệnh và cho cả vong linh. 6. Tâm bệnh. Những người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, hay khám không ra bệnh, hay cùng một lúc có nhiều bệnh, y học hiện đại không chữa được là do bạn mắc bệnh quả báo. Chỉ có những việc làm tu tâm, tích đức mới chữa được. 7. Làm việc thiện. Phát tâm đi đến hội khuyến học của tỉnh, huyện, xã và thành tâm quyên góp tiền ủng hộ cho tất cả các học sinh, sinh viên nghèo, để các em có cơ hội được học tập, đỗ đạt và thành tài. Về sau con cháu của bạn cũng sẽ được hưởng phúc này. 8. Cứu người. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đầu xuống đường, bạn nên đến giúp đỡ. Nếu bạn bỏ đi thì ắt về sau bạn sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những đoạn đường hư lỡ, bạn nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an. 9. Hạn chế sát sanh. Sát sanh là tội ác thất đức ở trên đời. Bạn nên buông dao xuống và nhớ rằng sinh mạng của chúng cũng như chúng ta. Ăn đồ sát sanh, bạn nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó đã kêu lên thảm thiết và đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào. Nó chẳng khác gì chúng ta khi bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác của nó. 10. Quyên góp. Những người nghèo khổ có thể cải vận của mình bằng cách lập công đức như trên, và bạn nên cứu giúp tiền bạc hay sự giúp đỡ tới những người nghèo khổ và khó khăn hơn mình. Nếu bạn đã nghèo rồi mà còn ích kỷ, không bố thí và giúp đỡ cho những người khốn khổ hơn mình,
thì cuộc đời bạn đã nghèo thì vẫn cứ là nghèo. Bởi vì người có lập công đức thì trời Phật sẽ mở tương lai sáng cho người đó. Cho dù người đó đang gặp khó khăn hay chịu được quả báo ở kiếp này đi nữa. 10. Làm ăn lương thiện. Nếu bạn kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai cân bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay, trời mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm thất đức của bạn, về sau bạn và con cháu của bạn phải gánh chịu quả báo rất nặng nề. Làm ăn chân chính và tích đức thì mới có phúc lớn về sau.